Right, ok, hello em, chào mình, em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là một gamer này mình. Yeah. Ok em ơi, trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục quay với game Gatashan Online ha. Và muốn gửi đến em một cái nội dung, đó là chất 1 có gì. Đây là chất 1, là cái chất đầu tiên mà khi mà em bắt đầu chạy chất ha. Đó thì hôm nay hiện tại là kỹ năng mới là chất 1 và 47 lần nữa là muốn lên cấp thôi em ạ. Đó, 47 lần nữa thì vẫn sẽ lên cấp trong chất 1 nha. Mà đã chất 4 bên coi mấy lần rồi ta. Ok ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay cho em coi nha. Anh em sẽ coi được chất 1 nó sẽ có gì ha. Thì chất 1 thì chắc chắn là nhiều khi là anh em cũng không thắc mắc nhiều đâu, bởi vì chất 1 mà khi anh em vừa mới tạo game ra thì anh em vô anh em chạy rồi. Nhưng mà vẫn sẽ muốn quay luôn cho anh em coi đầy đủ 10 chất nha. Đây, chất 1 thì vũ khí anh em sẽ có là một cây Basebon. À, Basebon mới là cái gậy bóng chày hay sao á nè mà. Để mình coi. À, Basebon mới là gậy bóng chày đây nè. Cái gậy bóng mà kiểu bóng gì quên bà nó luôn rồi, bóng ném ha. Còn anh em chạy anh em lấy ma té thì em sẽ có được làm không boss và không rắc luôn em ạ. Ôi vãi nồi nha. Không boss và không rắc luôn à. Vãi cứ đây có số 1 làm gì chơi. Vật liệu thì có 300 vật liệu. Ok, bây giờ mình sẽ chạy từng chiến để cho anh em coi nha. Cái này mình hơi nghi ngờ nhân sinh một tí xíu nè. Tự nhiên level 1 mà không boss không rắc là sao. Ha, đầu tiên mình sẽ chạy với lấy vũ khí cho anh em coi nha. Đây là cái ạc của bạn Phương Như. Đây, ạc của bạn Phương Như ha. Cảm ơn bạn Phương Như đã tài trợ cho mình trong cái video này. Rồi bây giờ mình sẽ quay video cho anh em coi ha. Ok, bây giờ chiến đầu tiên thì anh em sẽ chạy qua cái cầu qua. Cái cầu này mệt quá. Và bạn Phương Như này biết làm giống gì đâu mà mới level 1 anh em ạ. Mới level 1 mà sao mà tự nhiên 3 sao rồi nè. Vậy là chỉ có đi cấp nhà thôi chứ không đâu hết trơn á. Bảo đảm anh em luôn, cái này là đi cấp nhà chắc luôn anh em ạ. Này là đi cấp nhà chắc luôn. Bảo đảm với anh em luôn á. Thì anh em mà chạy chiếc xe mà chạy em rồi đó, anh em băng cái con đường như vậy đó. Nó rất là nhanh luôn anh em nha, nó nhanh lắm, nó không có lâu như chúng ta nghĩ đâu đó. Đó, anh em băng con đường này nè, là anh em. Rồi. Đấy, anh em băng con đường như tôi đó, là anh em chạy lên cầu lẹ lắm nha. Nếu mà không đụng vô cây đó thì anh em chạy quen rồi tự động anh em có một cái quán tính á, anh em chạy quen có quán tính là anh em đi rất là nhanh luôn nha. Anh em đi không giờ đụng luôn á. Đó thì hiện tại mới on là lúc 8:20 sau khi mà vẫn quay cái video chất 4 cái gì cho anh em cho đó, vẫn on luôn cả cái chất 1 cái gì cho anh em luôn đó. Thì ai cứ ăn cho mình thì mình sẽ tranh thủ mình quay để mình trả ăn cho anh em đó, để anh em còn vô anh em chơi thêm càng cuốn nữa. Bạn sẽ bị giới hạn cầm vũ khí đến level 3 khi bạn tham gia mấy chủ, có nghĩa là bây giờ chạy đường này là sai rồi em ơi. Có nghĩa là khi mà anh em mới level 1 á thì em sẽ không cầm vũ khí đâu mà, cho nên là đây là cái chính sách chống gọi là chống láo của ông symbol ha. Cái này nó bị gì ra đó, phải nào đang quay video mà cái gì vậy. Đó thì đây là chính sách chống láo của ông symbol đó, là ông ra cái này là để nhiều khi anh em mới level 1 mà sao sợ cầm xuống cho sale mấy người kỳ cụ á đó, cho nên là chống láo level 1 thì cũng lo mà lên level 3 lâu level 3 level 4 để thoát khỏi UB đi chứ đó, mới UB mà sao sợ đâu láo già cái ông kỳ cụ của ông khai tụt quần luôn nha anh em nha. Đó, đây là chính sách chống láo của ông symbol, khá là ok, khá là hay luôn, khá là hợp lý. Thấy mình thấy này khá hợp lý nha. Level 1 thì giống như kiểu anh em vừa mới sinh ra, anh em vừa mới đẻ ra thì cũng lo tập đi tập bò tập lớp tập đi đi chứ, tự nhiên mới đẻ ra mày đặt đi đi độ chúng ta rồi ai còn bộ báo đúng không đó. Thì anh em chạy về anh em chạy trên đây nha. Đó anh em chạy về anh em chạy trên đây chạy chăng như mình á thì anh em sẽ đi rất là nhanh. Còn nếu mà anh em đi anh em chạy được cái đường cũ thì rất là lâu nha. Đó anh em chạy về anh em mới chạy băng về nữa mà. Đó, chúng ta chấp nhận phạm luật giao thông nha, chấp nhận là chạy ngược chiều. Nhưng mà anh em mà yên tâm trong cái game này thì cảnh sát chỉ bắt những cái người mà nó chỉ có cảnh sát về hình sự thôi chứ không có cảnh sát cơ động, không có cảnh sát giao thông nữa, cho nên là anh em cứ tha hồ di du trên những con đường thì không giờ bị phạt đâu. Nhưng mà mình nghĩ là xây vận nên phát triển một cái chế độ là cảnh sát giao thông cũng như ở Việt Nam thì chạy ngược chiều cũng bị bắt ha. Vô đèn đỏ của mình bắt thì nó sẽ giống như là ở ngoài đời hơn. Nhưng mà như vậy chắc nghĩa là game sẽ hơi chém. Bởi vì game Gata là nó đi tay với tội phạm mà ngay cả cái tên nó là Gata Thiết Auto San Ares. Đó, San Ares đúng không? Có nghĩa là
thiết có nghĩa là ăn trộm anh em ạ, thiết có nghĩa là ăn trộm anh đó. Gata là cái tựa game về đường phố, có nghĩa là đi ăn trộm ở trên cái đường phố trong thành phố Sanred đó. Mà bây giờ ăn trộm mà có bao giờ em thấy nó có dùng đèn đỏ không? Không, nó trộm được chạy tung quần luôn, lúc chưa dùng đèn đỏ làm gì đúng không? Cho nên là thôi thì ví dụ cảnh sát giao thông đèn đỏ thì ơi, ta bỏ dùng cái cũng được nha. Hơi chưa đó là banh luôn đốc rồi em ơi. Rồi ok, đây nha, bạn không nhận được vũ khí do bạn có một giới hạn vũ khí. À có nghĩa là bây giờ nếu mà anh em không có lên được level 3 thì nên sẽ không được nhận được vũ khí đâu anh em ạ. Nha, anh em phải chịu khó anh em chạy thì mới được cái vũ khí anh em ơi. Đó chứ anh em không lên được level 3 thì sẽ không có vũ khí đâu anh em ơi. Tại vì hồi nãy anh em có thấy là khi mà giới hạn đó, khi mà anh em chưa level 3 thì anh em sẽ không được vũ khí đó. Bây giờ mình sẽ thử mua cấp độ của cái hạt này lên được không? Mua cấp độ anh em nha, dùng lệnh mua cấp độ để nâng cấp level. Không, không lên được đâu nè, nó để là bạn còn 175 XP nữa để nâng cấp nha anh em nha. Rồi, nghĩa là cây này á là vẫn sẽ dán cái hình cho anh em coi nha. Cây baseball này thì vẫn sẽ dán cái hình ở trong cái video cho anh em coi ha, để anh em ăn. Bây giờ mình sẽ chạy 9-2 là không boss và không đắt. Cái này nó hơi bị ấy ta, hình như là không boss và không đắt, hình như level 1 á thì vậy là cái dạ tôi hiểu rồi anh em ạ. Tôi hiểu rồi, nhiều khi là cái này anh em cũng không được gì luôn anh em ạ. Bởi vì anh em bị giới hạn mà, anh em bị giới hạn vũ khí, giới hạn boss luôn á ta. Ok thôi, để tôi chạy xong cái chiến này rồi anh em coi nha. Chứ tại sao mà không boss mà không đắt được, cái này tôi hơi bị nghi ngờ nhân sinh tí xíu anh em ơi. Không boss mà tôi hơi bị nghi ngờ nhân sinh nha anh em ơi. Nó sẽ hơi nghi ngờ xíu. Ok, không boss mà không đắt, tôi cũng bị hơi nghi ngờ nhân sinh tí xíu. Được rồi, thôi chạy đi, bây giờ lỡ rồi thì bây giờ mình sẽ quay luôn cho anh em coi nha. Quay luôn cho anh em chạy trong đường này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em chạy nhanh luôn ha. Anh em chạy nhanh thì anh em chạy như mình như thế này, đi xíu em về em băng qua cái cột điện á, cái đường cứ đi thẳng một đường như vậy nó rất là lâu. Còn một cái phương pháp chạy nhanh đó tức là anh em bay qua con sông đó, anh em thấy ở tay trái của mình có con sông ở cái bên cái đường hầm đó, anh em bay qua con sông đó để anh em bay qua sân bay rồi anh em đi về khá là nhanh luôn. Nhưng mà cách này thì hơi mạo hiểm, nếu mà anh em bay chật một cái hay bay phục một cái là auto 100% là anh em phải dớt nước, dớt nước là bắt buộc là phải tự đi về bệnh viện. Về bệnh viện chạy ra cũng khá là thời gian, cho nên là cách này mình sẽ dành một video riêng, mình chỉ cho anh em chi tiết để anh em có thể bay một cách là chân chu không bị dướng đây nha. Chứ nếu mà anh em bay mà dướng á là bắt buộc là anh em sẽ phải ấy luôn em ạ. Đó, đây tôi đổi bay cho anh coi nha, cách này khá là ấy luôn nè, nhưng mà anh em phải bay đúng mới được anh em nha. Bay đúng mới được, thôi không được rồi, không được rồi. Đó mà anh em không đủ ấy là không bay được anh em nha. Cái đó là không được rồi, tại vì để mà bay qua được cái đó anh em mới cần có đủ đạt được cái tốc độ tối đa nè. Mà xe này thì đạt tốc độ tối đa anh em phải bắt buộc anh em phải trả từ kia luôn anh em ơi. Đó, phải trả lời kia luôn nha, nói cho nên là bắt buộc rồi anh em ơi. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chỉ anh em cách mà chạy nhanh ha. Đó, để anh em chạy như tôi nè, nó sẽ nhanh hơn nha. Anh em đừng có chạy theo kiểu anh em ở đây, anh em chạy qua cái đường hầm đúng không? Chạy đường hầm rồi, anh em chạy phía trong á, chạy phía trong cái cột điện, chứ đừng chạy phía ngoài cột điện nha. Này, anh em thấy cái cây này không? Anh em băng qua đây luôn nha. Anh em băng như thế này luôn. Đó, anh em băng như thế này luôn, xong rồi anh em ra đây, anh em chạy. Ủa? Gì vậy? À, buổi sáng nó rồi ơi, cái thanh video đó, thì anh em chạy vậy đó, anh em băng qua đó luôn thì nó sẽ nhanh hơn nhiều so với liều gì anh em chạy đụng đầu với cái cột điện nha. Đó. Ok, bây giờ những sinh chiến này chắc là không được boss không được cắt luôn anh em ạ. À ok, biết là được gì không nữa. Mà tôi nghi ngờ quá anh em ơi, nghi ngờ tôi không được boss mà được cắt luôn á. Nghi ngờ dễ sợ. Nghi ngờ những sinh. Rồi không có cái gì luôn anh em ơi, thì không có cái gì luôn nè, nó để nè. Đó. Một lần anh em chạy là chỉ có 3.000 năm thôi anh em ạ. Một lần chạy chất 1 thì chỉ có 3.000 năm thôi. Không được cái quần què gì chân á. Boss cũng không được mà rắc cũng không được. Không được cái gì luôn anh em ơi. Vũ khí thì là được cái cây mà đánh, cái cây mà cái bóng mà bóng ném á, người ta ném cho anh em cầm anh em đánh á, có nghĩa là được cây đó đó. Tại vì nó không phải là cây sô me, mà nó là nè,
Basketball là cái gậy mà bóng ném á, cái ném một cái bụp, đó là cái gậy ở đó này mà đó. Rồi bây giờ kiếm cuối cùng chạy lấy vật liệu ha, vật liệu chắc chắn là sẽ được, vật liệu chắc chắn là em chạy đây xong thì em chắc chắn được 300 vật liệu ha. Vậy là chết level 1 thì không có boss và rắc đó, chết level 1 không có boss và rắc, còn cái cây gậy thì anh sẽ được cái gậy bóng ném ha. Rồi bây giờ tiếp tục là chạy kia thôi, bây giờ vệ sinh đấy là chết xe á, nó đông đông chết thiền, tại vì mình cũng hiểu tại sao. Thì theo kinh nghiệm chơi cái này á, thì là chơi cái game này lâu năm rồi, thì có một kinh nghiệm lúc như thế này là chết xe là dành cho những anh em newbie, nghĩa là anh em mà mới chơi nên hay chọn chết xe luôn chạy đó. Còn chết thiền là dành cho những anh em mà kỹ thuật, đó là nghĩa là những anh em mà đã chơi lâu rồi đó thì người ta hay chạy chết thiền chứ không chạy chết xe nữa. Mà không hiểu tại sao như vậy nha, thì khi là anh em thấy là lái thuyền sẽ khó hơn lái xe, nhưng mà thiệt là như vậy, nếu mà anh em biết chơi á thì anh em lái thuyền hơi khó, tại vì thuyền nó dễ bị đâm lắm, đâm vô mấy chỗ mà cái khúc mà cua mình lấy tới cái điểm checkpoint màu đỏ đó, đó khúc mà giao hàng á, cái điểm mà giao hàng á thì hơi bị đâm đó. Nhưng mà cái nào cũng như nhau nè, thật sự cái nào cũng như nhau nè đó. Nhưng mà nếu mà nghĩ thì nên chạy chất thuyền nó sẽ dễ hơn, ít gặp tai nạn hơn, cái xe chạy trên thuyền dễ gặp tai nạn lắm. Đây đó, hồi nãy muốn quên chỉ em nha, cái này thì nên chạy thẳng luôn, cái này nên chạy thẳng luôn giùm mình nha, chạy thẳng luôn, đừng có quẹo đâu á, chạy thẳng luôn cái này mình đó. Tới đây rồi em phải đâm xuống thì nó sẽ nhanh hơn là lúc mà em đi qua cái cầu kia, thấy không? Đó, tới đây nó sẽ nhanh hơn đó, anh em đâm xuống vậy rất là mẹ luôn, đi kiếm như thế này rất là nhanh, nó giúp cho anh em tiết kiệm được thời gian khá là nhiều đó anh em ạ. Đó, anh em thấy thôi chứ cái việc thực mớ thời gian đó nha, tại vì nó có một cái luật chạy nè, thấy không, tốc độ con này tối đa là 68 km/h đó, thì anh em chạy thì nó sẽ có tốc độ tối đa con này, thì anh em lên mấy cái dốc hay là anh em quanh cua gì đó cũng rất là lẹ luôn, cho nên cũng tiết kiệm cho anh em một khá thời gian anh em nha. Đó, tới đây thì anh em dập một xe lại thôi. Nhiều ông kêu qua khúc này leo lên đi cái đường chạy xe lửa trên đây này nè, mà nó leo lên đi đường chạy xe lửa thì nhanh hơn, mà tôi nói anh em là đi lên chạy xe lửa đó không nhanh hơn đâu anh em nha, nó lâu hơn á, tôi nói thiệt, đi chạy xe lửa nó lâu hơn á. Tới đây anh em quẹo hôm nay là ta đi về đi lên chạy xe lửa làm giống gì đó. Anh em nhiều ông kêu tôi chưa đi qua con đường đỏ này đó, nhiều ông kêu đi đường đỏ nó sẽ nhanh hơn đó anh, không có đâu, tôi thấy bây giờ đường nó nhanh hơn được rồi, tôi test rồi tôi biết đó. Còn nếu mà anh em mà không tin thì bữa nào tôi làm video test cho anh coi nha, đi cái con đường dày xe lửa đó nó làm tốc độ của chiếc xe nó bị giảm này mà. Thường thường thì xe này khi mà ta lên ta chạy đúng không, thì nó sẽ được là trên 50 km/h xíu, nó dao động tầm 54-55 á. Nếu mà anh em xuống tốc cầu thì nó phải là tốc độ tối đa của xe là 68 rồi, còn em đi trên con dày xe lửa tốc độ nó chỉ có 4 mấy thôi, sao nhanh không được, mà chưa tính nha cái đường dày xe lửa đó, anh em muốn xuống thì nó phải buộc anh em bay chiếc xe xuống, là một khi bay xe xuống nó dễ tình trạng là lật xe, mà lật xe cái là coi như mất chuyến hàng, mất chuyến hàng là coi như là đi ăn cám luôn rồi mà đó, nó đầy rủi ro luôn nha anh em ạ. Cho nên khi anh em nếu mà anh em chạy xe thì nó cứ chạy y chang như vẫn đây giờ thôi, tới đây anh em đâm thẳng qua đây nhưng mà đâm thẳng qua luôn nha. Đó, anh em đừng có quẹo đâu, anh em đâm thẳng qua đây luôn, anh em đi xuống qua đây đó, nó nhanh hơn rất là nhiều đó. Đây là kinh nghiệm mình cũng chơi chạy sách rất là nhiều rồi đó, cho nên là tôi chỉ cho anh em á. Còn cái việc mà bay qua sân bay thì tôi sẽ làm video riêng tôi chỉ cho, cái đó nó hơi khó, anh em bay mà dịch nó thuộc một cái á là anh em tốn khá nhiều thời gian rồi, chắc xe cũng có nhiều cách chạy nhanh lắm này mà chứ không phải có đâu luôn nè. Đó đó thì được 300 vật liệu, 3.000 năm, 300 vật liệu với lại 3.000 năm anh em nha. Đó thì cái video ngày hôm nay anh em đã biết được chích một nó có gì rồi, nó có được cái gậy mà bụp, cái gậy mà bóng ném á này mà, lấy vũ khí có gậy bóng ném mà, còn boss và rắc thì không có một cái gì luôn, không có boss, không có rắc luôn đó. Còn lấy vật liệu được 300 vật liệu, một chuyến anh em được 3.000 năm nha. Đó thì giờ để mà nâng cấp được chất 1 lên chất 2 đó thì anh em sẽ cần có, để coi anh em còn có 44 tầm 40 mấy đó, anh em phải chạy ra tầm 40 hình như 50 chuyến thì anh em sẽ lên được chất 2 thì phải, mới nhớ là như vậy anh em ạ. Đó là các cấp độ đó, còn hiện tại là vẫn còn 44 chuyến là mới lên cấp ha. Rồi ok, một lần nữa xin cảm ơn bạn Phương Như đã gửi hạt cho mình ha, tài trợ cho mình cái hạt để mình quay cái video này cho anh em coi. Rồi video chất 1 có gì đến đây là hết nha, anh em thấy hay cho xin một like đăng ký kênh
nhớ lít vô chuông để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video tiếp theo. Anh em nào mà có nhu cầu gửi ạc về cho mình thì cứ việc gửi ạc thôi, mình sẽ vào mình quay video xong mình out thôi, chứ chả có lấy đồ gì của anh em cả. Nhiều như anh em có xe hiếm là anh em có gửi cho mình thì mình sẽ review xe cho anh em coi. Muốn mình là cầm ạc của anh em làm chất gì hay là làm chớp gì thì anh em cứ mạnh dạn gửi ạc về cho mình nha. Bây giờ thì đây nè, đây là chủ ạc luôn nè. Đây là chủ ạc của cái ạc Phương Như này nè anh em ạ. Mới quay video xong đó, cái bạn Huỳnh Hà Linh này là chủ ạc của bạn Phương, là cái ạc Phương Như luôn á. Bạn này tạo cái ạc level 1 để cho mình quay video cho anh em coi á, và bạn nó sẽ vào cày lên cái level 2, mình sẽ tiếp tục quay video Phương Như này cho anh em coi nha. Đó, cái này là bạn này được tài trợ cho mình cái ạc mà quay chất 7 đó anh em nhớ không. Đó, đây là chủ ạc của cái thằng mình đang cầm luôn nha. Rồi, bây giờ thì bye bye. Và chúc anh em một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nha. Ai có nhu cầu lên YouTube, có nhu cầu gửi ạc cho mình, cứ mạnh dạn gửi ạc đi anh em ạ. Không bao giờ mất thứ gì nha. Rồi, bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.